bạn đã giới thiệu với chúng tôi về thiết bị này rồi, thì chắc chắn là các khán giả đang tò mò không biết là tất cả những thông tin, những âm thanh mà thiết bị này mang đến sẽ hỗ trợ cho phần thể hiện của bạn như thế nào. Vậy nên chắc chắn là bạn sẽ thể hiện một đoạn ngắn ngắn dành tặng cho các khán giả của chúng tôi chứ ạ? Ok, thì hôm nay Sơn sẽ chơi thử một đoạn nhạc. Và tất cả những thứ Sơn làm thì nó sẽ từ miệng của Thái Sơn, chắc chắn điều đấy. Ví dụ như sau, nếu mà chúng ta chơi beatbox bình thường thì nó như này. Nhưng khi có cái máy thì nó thế này. Và sau đó tuyệt vời, nó hết cả da gà, không biết là do trường quay lạnh hay là, là 16 độ nó hơi không lạnh. Thực ra là một giai điệu rất là tuyệt vời và tôi nghĩ rằng là các khán giả cũng sẽ cảm nhận được điều đó khi mà lắng nghe giai điệu vừa rồi của bạn. Và như phần tương tác đầu tiên ở chương trình, trước khi mà chương trình của chúng ta lên sóng thì Thái Sơn cũng đã hứa là sẽ làm thử với một giai điệu nào đó với cái tên của một bạn khán giả trong livestream, đúng không ạ? Vâng. Vậy nên là các khán giả của chúng tôi hãy tương tác thật nhiều để Thái Sơn sẵn sàng giúp cho các bạn tạo ra một giai điệu mang tên mình. Và chúng ta quay trở lại với thông tin về cuộc thi. Mấy anh được biết là năm ngoái Thái Sơn đã giành giải Á quân trong phần Loop Station, hạng mục này. Nhưng mà năm nay bạn lại quyết định quay trở lại và thi cuộc thi này. Vì sao bạn lại có một quyết định như vậy? Thực ra thì Thái Sơn năm ngoái đã tham gia rồi, cũng may mắn được giải nhì. Và tháng 3 vừa rồi thì Sơn lại đi Thụy Sĩ để tham gia giải thế giới. Thì mình cũng có một cái khát khao nào đấy là mình sẽ được vô địch. Thì năm nay thì đến giải châu Á tổ chức lại thì hy vọng năm nay mình sẽ là cái tên được sướng lên. Bởi vì cái cảm giác mà khi mình cầm được cúp nó rất là sung sướng. Thế năm ngoái là chưa cầm cúp ạ? Năm ngoái Á quân chưa cúp ạ? Năm nay mình bằng khen thôi. Năm nay khi mà về nước thì vali của bạn sẽ nặng hơn một chút. Nhưng mà bạn quyết định là sẽ thi cho đến khi nào nhận được cúp thì thôi, được giải quán quân thì thôi. Không, đây là giải cuối mình thi đấu rồi. Bởi vì là cái thi đấu và cái biểu diễn nó rất là khác nhau. Biểu diễn thì mình không hề có một cái giới hạn, một cái ràng buộc gì về thời gian, về tiết mục. Nhưng thi đấu thì mình phải có luật, phải có thời gian. Đấy, thì thành ra nếu như mà năm nay mà nếu như thi mà không được giải thì Sơn cũng không tham gia nữa. Bởi vì là Sơn muốn biểu diễn hơn. Mình có thể giải phóng được tất cả những thứ mình muốn hơn. Như vậy là bạn cũng có một lộ trình rất rõ ràng trong con đường âm nhạc của mình rồi. Và mình rất là muốn hỏi Thái Sơn một chút để bạn có thể bật mí với các khán giả. Trong năm ngoái thì bạn đã mang đến một tiết mục với ca khúc My Heart Will Go On và In The End, đúng không ạ? Năm nay thì không biết là có một sự đặc biệt nào, có một cái điều gì đó bất ngờ bạn có thể tiết lộ cho các khán giả được không? Thật ra cuộc thi này nó sẽ có 3 vòng. Mỗi vòng chúng ta trình diễn 2 bài. Thì năm ngoái là Sơn trình diễn cũng phải đến 5-6 bài. Thì năm nay thì Sơn lại chuẩn bị 5-6 bài mới. Và chắc chắn một cái lời hứa của Thái Sơn là nó tốt hơn năm ngoái rất nhiều. Mình không nói trước là mình sẽ thắng hay là mình sẽ được cái gì, nhưng mà đảm bảo với các bạn là lần này Sơn chuẩn bị rất là kỹ. Và sẽ rút kinh nghiệm của năm ngoái nữa. Đúng bởi rồi. Vì chúng tôi được biết là năm ngoái bạn thi quá thời gian một chút, có đúng không ạ? Cái này đúng rồi, năm ngoái thực ra không phải một lần mà đến 2 lần. Một lần là bị dư thời gian rồi. Tức là mình cứ nghĩ hết rồi sao nhưng vẫn phiêu. Cứ thấy khán giả sao người ta lẽ ra khúc này phải vỗ tay chứ nhỉ. Mình quay lưng lại mình thấy ôi mẹ ơi còn đến 40 giây nữa. Thế là Sơn lại làm tiếp và rất bất ngờ là khán giả lúc đấy kiểu như cuồng ấy. Bởi vì không nghĩ là tại sao cái thằng này nó lại không để ý thời gian như vậy. Và đến chung kết Sơn lại một lần nữa quên thời gian. Lần này là bị thiếu giờ. Hy vọng là năm nay ban tổ chức sắp xếp cho Sơn một cái đồng hồ ngay trước mặt. À, thế này là mình cũng phải rút kinh nghiệm từ phần thi năm ngoái. Ngoài những cái kinh nghiệm về thời gian đó thì bạn có tích lũy một cái điều gì đó cho mình để phần thi năm nay thực sự hoàn hảo? Và bạn sẽ hài lòng với phần thi đó không? Thực ra thì Sơn nghĩ năm nay là Sơn chuẩn bị cái phong độ về các bài. Tức là ví dụ như năm ngoái mình sẽ có bài tủ. Đi thi nó phải có bài tủ. Nhưng mà năm nay ví dụ như 6 bài thì nó phải đồng đều. Thì mình mới có khả năng mình vượt qua những đối thủ. Ví dụ như là nó đột xuất, nó xuất thần quá thì mình sẽ giữ nguyên cái phong độ đấy. Đó là cái rút kinh nghiệm của Sơn. Và khi đối đầu với thí sinh người Indonesia thì bạn đã nói rằng anh ấy sử dụng quá nhiều kỹ thuật mà quên đi yếu tố con người. Dù Loop thì là thể loại sử dụng thiết bị phối khí bằng beatbox, nhưng mà tại sao với một thể loại sử dụng thiết bị như vậy bạn lại đề cao tính con người đến như vậy? Thực ra đây là một cuộc thi beatbox. Đã beatbox là chúng ta sử dụng tất cả những thứ liên quan đến miệng của chúng ta để tạo ra nhạc. Thì con người chúng ta làm được rất nhiều thứ nó phi thường. Nếu như chúng ta lợi dụng máy nhiều quá thì Sơn nghĩ là cái đó nó không còn là cuộc thi beatbox nữa. Thì mình cũng có gửi cho bạn đấy một cái thông điệp. Thực ra lúc đấy Sơn không nghĩ nhiều về cái thông điệp đấy là nó như thế nào, mà mình chỉ khiến cho bạn ấy có thể là thay đổi một chút cái phong cách. Và bản thân Sơn năm nay lại thay đổi một chút để cho nó phù hợp hơn. Mỗi người chúng ta đều có những cái rút kinh nghiệm và những cái bù đắp cho nhau. Đấy là một cái cuộc thi mà chúng ta sẽ vừa mang tính chất là thi đấu nhưng mà cũng vừa học hỏi lẫn nhau. Đúng rồi. Tinh thần rất là gọi là một người chơi cực kỳ đẹp trong một cuộc thi. Và với tinh thần đó thì tôi tin chắc chắn rằng dù giành được thành tích như thế nào thì bạn cũng sẽ có được nhiều bài học, nhiều trải nghiệm ở trong cuộc thi này. Và có một câu hỏi mà có lẽ là nhiều khán giả cũng thắc mắc là để có thể tham dự cuộc thi này thì bạn là một beatboxer này, bạn sẽ được đề cử, đề xuất để tham gia hay là cứ tự ra đăng ký thì đều có thể tham gia? Thực ra cái này thì có hai cách để tham gia. Một là chúng ta phải vô địch của một cuộc thi toàn quốc. Còn thứ hai là bạn tự do, bạn gửi cái clip để cho người ta cảm thấy là mình xứng đáng thì người ta có thể chọn vào. Nhưng mà Sơn năm ngoái cho đến năm ngoái thì Sơn gửi clip. Năm nay thì được đặc cách bởi vì là mình đã vào được top 4 rồi. Thì thành ra năm nay thì không phải gửi clip nữa. Thế là mình cũng vừa vạch ra một hướng đi cho các beatboxer. Nếu như muốn tham gia một cuộc thi giống như Sơn thì hoàn toàn có thể đi theo hướng đó, đúng không? Vâng, tức là cố gắng vào top 4 châu Á để năm sau các bạn lại thi mà không cần phải gửi clip nữa. Nên là mình phải cố gắng nguyên một năm để năm sau đỡ hẳn được một cái bước hồ sơ ban đầu đấy. Vâng. Bạn thấy sao về cộng đồng beatboxer bây giờ của Việt Nam? Thực ra thì cũng không hiểu là năm nay là cái năm gì mà Việt Nam xuất khẩu nhiều beatboxer ra nước ngoài thế. Thực ra thì Sơn là chơi thể loại Loop Station. Nhưng còn về solo beatbox tức là chơi bằng miệng không ấy thì có những bạn ra tới giải thế giới từ rất lâu rồi. Và thậm chí là năm nay còn đến 2-3 bạn ra giải thế giới. Ra thì nói chung năm nay cũng là một năm của beatbox Việt Nam và càng ngày cái cộng đồng nó càng phát triển theo hướng tích cực. Bạn vui hay không vui? Rất vui, thực sự là mình rất vui cái chuyện. Không, nó không phải cạnh tranh đâu. Bởi vì bộ môn thi đấu nào thì người ta cũng là một nghệ sĩ. Tức là cái hay của một nghệ sĩ là người ta có phong cách riêng. Nó không thể so sánh giữa người này với người kia được. Nên nếu như mà Sơn có tham gia một cuộc thi thế giới, châu Á lần này cũng có một bạn thi cũng ở Việt Nam luôn. Hai bạn, nhưng bạn ấy năm đầu tiên. Thì hai bạn là hai màu sắc khác nhau. Nếu mình thắng hay mình thua thì đó cũng là do bản thân mình chứ không phải là cái sự cạnh tranh gì trong nước cả. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Thái Sơn. Bây giờ đến thử thách của bạn đây. Chúng tôi nhận được một cái tên của một khán giả yêu cầu rồi, Hương Cao. Bây giờ bạn mang cho chúng tôi một giai điệu về cái tên này được không? Hương Cao. Hương Cao. Hoặc là bạn có thể lấy tên theo thứ tự chuẩn của bạn là Cao Hương cũng được ạ. Thôi mình cứ làm Hương Cao đi. Ok. Bây giờ hy vọng bạn Hương Cao chấp nhận cái bài này bởi vì nó là hoàn toàn bất ngờ trong đầu mình thôi. Hương Cao. Chúng ta cùng đến với phần thể hiện của beatboxer Thái Sơn. Quản Hương Cao tiếp nhận bài này và đây là kèn saxophone 5. Cảm ơn bạn Hương Cao rất nhiều nha, đã gửi tin nhắn đến cho chương trình. Và đây là bài hát dành tặng cho bạn. Món quà tuyệt vời dành cho bạn Hương Cao cũng như là dành cho các khán giả của Giờ Giải Trí. Vừa rồi thì Thái Sơn hôm nay đã mang đến quá nhiều món quà cho chương trình rồi. Và thời lượng của chương trình thì chỉ có hạn thôi nên chúng tôi không thể giữ chân bạn thêm được nữa. Xin một lời chào dành cho các khán giả của chúng tôi đi ạ. Thực ra rất cảm ơn chương trình Giờ Giải Trí đã có giúp Sơn có một cái cơ hội để quảng bá thể loại mới này. Và rất hy vọng là một ngày gần nhất thì Sơn lại có thể trở lại với chương trình để mà cống hiến nhiều hơn và rất nhiều bạn như Hương Cao có thể tương tác với chương trình nữa. Cảm ơn MC, cảm ơn ban tổ chức, ekip và tất cả mọi người rất nhiều. Xin được cảm ơn Thái Sơn. Hy vọng rằng lần sau khi bạn đến với trường quay của Giờ Giải Trí thì bạn sẽ cầm theo một chiếc cúp vô địch. Đó cũng là lời chúc của chúng tôi dành cho bạn trong cuộc thi sắp tới. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn chào tất cả các bạn nha. Và thời gian dành cho Giờ Giải Trí đến đây cũng đã kết thúc rồi. Xin được cảm ơn sự quan tâm chú ý của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.